Từ từ thì vậy, các ông đừng spam. Bây giờ đến đoạn này nhá, đến đoạn này gọi là Duy Tâm Linh này, Duy Tâm Linh, Duy Tâm Linh bắt đầu vào, bắt đầu vào. Nào, bắt đầu vào. Quay trở về cái khoảng thời gian là lúc nãy có một cái comment tôi có đọc được là nếu mà xa gia đình nhanh ấy thì là cảm xúc của mình nó sẽ như thế nào ạ? Thì nếu như mà hỏi là cái việc mà xa mẹ ấy, ngoài cái việc mà tôi funny, tôi tự biết cách mà tôi làm cho bản thân của tôi nó vui lên, tôi có một cái năng lực mà tôi cứ nghĩ là trước đến nay ấy, tất cả mọi người đều làm được nhưng thực ra không phải. Đấy là tôi có một cái năng lực là tôi có thể làm tự mình vui. Bất kỳ một cái trường hợp nào tôi đều có thể là tôi tự làm mình vui được. Dù là có chuyện gì nó tệ hại bao nhiêu nữa, tôi chỉ cần phẩy vào phát là mọi chuyện là nó sẽ quay trở lại, là nó sẽ tích cực trở lại. Đấy, thì tôi có một cái năng lực là nó là như vậy. Cái việc mà tôi xa mẹ từ bé, là cái việc mà tôi ở nhà người ta từ bé này, thì nó ảnh hưởng gì đến tâm lý của tôi ấy à? Nếu mà nói như thế thì tôi không phải người có cảm xúc. Thật. Trong một cái bài test trắc nghiệm ấy, cái bài test mà trắc nghiệm DISC ấy, thì cái điểm mà, tức là cái điểm cảm xúc của tôi ấy, tôi không có cảm xúc. Tức là tôi không nhìn nhận được một cái nỗi đau của người khác để tôi cùng chia sẻ. Hay là tôi không có nhìn được một cái điểm là, ví dụ như là trong gia đình hay là trong bất kỳ một cái câu chuyện nào đi, mà có một cái người mà người ta kiểu như là rơi vào hoàn cảnh đáng thương ấy, thì tôi sẽ đéo có một cái gọi là một cái cảm xúc để mà tôi thông cảm được cho người quay ta. Quầy à, nhanh gì mũi à, lần này phát tài rồi. Cảm ơn em. Tôi không có cảm xúc ạ, tôi nói thật. Đấy là lý do mà đôi khi anh em hay thấy là tôi comment ở trên cái group này, đôi khi là tôi comment nó hơi phũ. Tại vì là tôi thì đéo biết là phải vào trong Facebook của bạn, là tôi không cần biết là nhìn bạn là ai, nhìn bạn như thế nào. Nhưng mà khi mà bạn mà vào trong group của tôi muốn là cư xử tất cả mọi người như nhau, cư xử mọi người như một. Có nhiều người nhá, tôi comment tôi chửi vãi cả lồn ra. Xong lúc sau nhân viên tôi bảo, ui anh ơi bà này bà nổi tiếng lắm đấy, sao anh lại comment lại chửi như thế này. Xong bảo, ừ tao biết đéo đâu, nổi tiếng mà hỏi ngu tao vẫn chửi như bình thường, có cái đéo gì đâu. Xong rồi vâng, xong rồi nhân viên nói thôi. Tức là cái điểm mà cảm xúc ở trong tôi không biết đồng cảm, tôi không biết là chia sẻ cái cảm xúc, tôi cũng không biết là làm nó như thế nào. Không có cảm xúc thì làm sao làm được content hả anh á? Ý em hỏi là content như nào? Anh không có cảm xúc nhưng mà cái điểm của anh là cái điểm cao nhất ấy. Nếu mà các ông mà quan tâm ấy thì các ông nên tìm cái từ khóa này ở trên mạng này, nó tên là DISC. Đây. Các cái tính cách của con người này tôi cũng có ngồi tôi làm. Thì tôi ấy, là cái nhóm người là Y và D. Trong đó điểm Y của tôi là maximum. Điểm của tôi là điểm Y là gần như là chạm đáy, là chạm mốc luôn ấy. Gần như là chạm mốc luôn. Thì vào cái thời điểm đấy thì tôi cũng có hỏi mọi người xung quanh là cái bảng này thì theo như mọi người bảo là cái bảng này nếu như mà đi ISC nhá, của mọi người cân bằng là tốt. Nhưng mà cái điểm của tôi ấy, cái điểm S là cái điểm mà cảm xúc của tôi ấy, bằng không. Không có một tí màu nào cả, điểm Y của tôi là cao nhất. Điểm C thì không có, điểm C là tầm khoảng 2-3 điểm, tức là điểm C của tôi rất là thấp. Điểm C ấy, nó là cái điểm mà nhóm người tính toán. Tức là khi mà ông mà bắt đầu làm một cái công việc gì nhá, ông sẽ tính toán chi li, là không biết là mình đi bước này hay là ngày mai mình đi ra khỏi nhà mình sẽ bước chân trái hay là bước chân phải. Hay là ngày hôm nay mình xem stream thì không biết là ngày hôm nay mình xem stream là mình học được cái bài học gì, có mình có nên bỏ thời gian ra để mình xem stream của thằng Duy Muối không. Thì đấy nó là kiểu nhóm người C. Còn cái kiểu mà nhóm người Y ý, nó là cái kiểu nhóm người mà ơ vừa mở, ui thằng này mặc áo cam nhìn mặt trông tấu hài nhỉ, nói chuyện trông buồn cười vẫn luôn, thế mình ngồi mới bật mình nghe. Thì đấy là cái kiểu mà nhóm người Y. Thì anh là cái kiểu mà nhóm người Y cực kỳ cao, tức là anh sẽ là biết cái cách làm sao để mà bắt chuyện một cái người đầu tiên cho nó phù hợp. Thì cái kiểu đấy nó cũng phù hợp với cả ở trên TikTok luôn. Anh biết cái cách mà làm sao mà trong một cái khoảng thời gian mà ngắn nhất ấy, anh có thể truyền tải, anh có thể là kéo chân người ta ở lại. Còn em đã xem kênh của anh rất là nhiều đúng không? Từ cái kênh mà anh làm từ thiện này, anh không đặt một tí cảm xúc gì vào trong một cái kênh từ thiện đấy. Toàn bộ những cái mà anh làm ấy là anh đều dùng cái điểm Y của anh để anh làm content. Đa số content của anh nó là thế. Chứ không phải là anh dùng, tức là trong ba cái nhóm này đéo có một cái nhóm nào là nó tốt hơn nhóm nào cả. Mỗi một cái nhóm người nó lại tương ứng với cả một cái công việc, vị trí và một cái tầng lớp ở trong xã hội nó khác nhau. Cho nên là các ông đừng có hỏi là anh ơi em muốn là được như Y như anh thì có được không? Đừng. Thằng nào cũng như Y như tôi ấy, thì xã hội nó điên con mẹ nó hết rồi. Đéo có một thằng nào ngồi tính toán cả. Bởi vì nhá, bản thân của tôi nó là Y. Thì nhá, ở trong những cái mà công ty và thành viên của tôi phải tìm những cái bạn khác để các bạn cân bằng lại công ty. Bởi vì là trong công ty chỉ còn một mình tôi là một thằng bay thôi, còn lại tôi mà tuyển những cái thằng khác mà mấy thằng đấy nó cũng bay như tôi thì chết à. Nhóm mà ngày nào cũng hóng ông thì là nhóm gì? Nhóm hóng hớt.
Cay nhở, mẹ kể câu này cũng cay. Đấy, còn cái nhóm D nó là cái nhóm mà nhóm kiểu lãnh đạo. Thì cái nhóm D thì tôi được một nửa cột, nửa cột. Còn lại nhóm Y là mắc, kiểu nhóm kiểu lãnh đạo, gia trưởng các thứ ấy. Thì điểm Y của tôi nó là cao. Đấy, thì kể lại cho anh em nó là như thế. Thì thỉnh thoảng ấy, vợ tôi cũng có ngồi kể là em thấy kiểu anh không biết làm bố này, anh không biết nó chia sẻ cái này cái kia cho con các thứ này. Thì cũng đúng, bởi vì là nhá, con như con gái tôi nhá, kiểu thỉnh thoảng nó ngồi, nó tôi đang ngồi ấy, nó ra, nó cầm cái gối, nó đập phát vào đầu tôi ấy, choáng váng mặt, mặt mũi luôn. Tôi cầm gối tôi phang lại lại luôn, đéo khác gì cả. Tức là hai bố con đánh nhau như hai đứa trẻ con luôn. Tôi không biết là những ông bố khác thì có như thế không, nhưng mà đối với cả nhà tôi ấy, là con đấy mà đánh tôi phát là tôi đánh lại phát luôn. Kiểu thỉnh thoảng thì vợ tôi cũng bảo là kiểu suốt ngày thấy anh kiểu tôi mà không làm việc thì tôi sẽ ngồi tôi xem YouTube hay là tôi sẽ lướt TikTok kiểu dạng như thế. Thì thỉnh thoảng thì vợ tôi cũng có chia sẻ là em thấy kiểu nhà người này người kia, người ta làm bố là người ta kiểu chăm con, người ta yêu con thứ ấy, nhưng mà em thấy là anh và cả con cứ kiểu đành hanh và con ấy. Tôi thì đấy, thì chắc là cái đấy nó là một cái mà ảnh hưởng, bởi vì là từ bé tôi không có ai làm hình mẫu làm bố cả, và tôi cũng đéo biết là một người đàn ông tốt nó là thế nào, là gọi là một người đàn ông tốt. Tôi có từng nghe một cái ai đó từng nói là những cái đứa trẻ ấy, mà nó trưởng thành mà nó không có bố ấy, thì cái đứa trẻ đấy nó sẽ không biết là hình ảnh một người đàn ông tốt là hình ảnh người đàn ông như thế nào. Cho nên là sau này khi mà trưởng thành ấy, nó gặp bất kỳ một người đàn ông nào, chỉ cần là một người nó cảm giác là tử tế, tức là nó chỉ dùng cái cảm giác để nó cảm nhận về cái người đấy, thì khả năng là sau này nó có thể là bị hư hỏng, rồi nó có thể là bị kiểu nếu mà là con gái thì lấy chồng nó có thể là sẽ kiểu bị bạo lực gia đình, do nó không biết là chọn bố tốt. Thì đúng như là những cái gì mà tôi nhìn ở bạn bè xung quanh tôi thì có vẻ như thế là nó cũng đúng thật. Có vẻ là nó đúng. Nhóm thích nghe ngồi like của Duy thì S sẽ mạnh nha. Ừ đúng. Tức là khi đấy thì là mọi người đang dùng cái tình cảm để mọi người nghe cái câu chuyện của tôi, mọi người đồng cảm thì mọi người là S. Còn khi mà tôi nói ra như này thì đéo phải là tôi là S đâu. Bởi vì là tôi nói ra như này nhá, là cái mục tiêu của tôi nó là Y. Tức là cái nhóm của tôi nó là cái kiểu người là thích gọi là xàm lồn với cả người khác. Thích gọi là ngồi lên mạng nói xàm lồn bốc phét với cả người khác ấy, kiểu dạng như thế. Tức là nhóm mà thích là gọi là cho đi năng lượng. Còn nhóm S gọi là nhóm gọi là thích ngồi cảm nhận năng lượng đấy. Thì tất nhiên như thế thì nó mới gọi là tạo ra một cái buổi stream anh em mình có 100-200 người ngồi nó vui vui. Ít ra đến bây giờ anh em mình cũng có những cái buổi tối mà ngồi nói chuyện với nhau nó sâu sâu rồi, nó vui vui rồi. Chỉ cần thế thôi nhỉ. Nhóm C nó là nhóm tính toán em ạ. Thì mọi người là S. Còn khi mà tôi nó là nhóm tính toán, thường thì mấy ông ở nhóm C ấy, anh nghĩ là ông ấy đéo có bỏ thời gian ra ông ấy xem video của anh đâu thật. Em biết tại sao không? Bởi vì nhá, vẫn là một cái kiến thức. Ví dụ như anh bảo là cái video này nó được lên xu hướng bởi vì như thế này như thế kia, nhưng anh không biết là phân tích, bởi vì anh không phải là người nhóm C. Cho nên là anh sẽ không biết phân tích là tại sao nó lại như thế. Nhưng mà cái người mà nhóm C ấy, người ta sẽ bảo là à, thằng Duy Muối nó bảo là dùng cái nhạc này là lễ sẽ lên được xu hướng. Thế thì là cái AI của nó này, rồi là theo phân tích này, rồi là ông ấy sẽ, tức là cái não của ông ấy sẽ nghĩ rất là loạn, rất là rối. Rồi ông ấy nghĩ đến cái đoạn tầng lớp vũ trụ cái thứ cơ. Rồi ông sẽ nghĩ gọi là nghiên cứu hết về tâm linh con người các thứ để làm sao để mà cái câu nói của anh nó thành hiện thực. Thì cái việc đấy nó sẽ làm cho người ta đau đầu, nói thật luôn. Và bản chất của anh ấy, nếu mà một ai đó mà người ta hỏi anh là Duy ơi, tại sao video này của tao được lên xu hướng, thì anh chỉ biết là giải thích ở trong cái tầm mà anh biết thôi, anh hiểu thôi. Còn nếu mà người ta mà dùng những cái mà kiến thức mà năng lượng vũ trụ mà người ta bẻ ngược lại, thì anh nói thật là anh chịu, anh không giải thích lại được với cả người ta, bởi vì anh không phải là người nhóm kiểu giỏi giải thích. Vào xem kiểu ô hôm nay không xem kênh thôi không. Nhiều anh em thế mà, nhiều anh em vào đây mới đầu vào xem stream ấy, kiểu chỉ quan tâm là không biết thằng này hôm nay có khám kênh mình không, kiểu dạng như vậy. Search Google để nếu mà em mà làm cái bài test mà đi ISC thì em có làm được bài test được thật đấy em ạ. Nhưng mà cái bài test đấy thì nó hay có cái trò lừa, đấy là nếu mà em mà muốn nhận kết quả thực tế thì em sẽ phải là gửi tin nhắn và em sẽ mất khoảng 10,000+ ấy. Thì anh thấy là có mấy cái kiểu dạng mà lừa như thế. Thì để tránh cái việc mà em bị lừa nhá, thì trước khi mà em làm trắc nghiệm ấy, em điền bừa đi, đừng đọc câu hỏi. Nhớ đừng đọc câu hỏi nhá. Câu hỏi em đọc lần đầu tiên thì nó mới gọi là
có cái tác dụng. Còn câu hỏi khi mà em đọc lại đến lần thứ hai thì nó không còn tác dụng đâu. Nhưng mà để tránh cái trường hợp mà em đọc câu hỏi hết, xong em trả lời hết một loạt, xong rồi đến đoạn cuối nó bắt em trả tiền, mà trong cái trường hợp mà em đéo muốn là tao mất tiền vào cho mày ấy, thì thôi em cứ che hết cái câu trả lời đấy, em cứ đến bừa, mãi đến phía cuối là nó mình biết là sâu ra kết quả là nó có bắt mình trả tiền hay không. Đấy thì anh thấy là đa số những cái bản mà DISC trên mạng là nó đều đấy, là kiểu có cả bản miễn phí đấy, em thử tìm bản miễn phí xem. Nay dạy cả DISC à? Không anh ạ, cái này là em ngồi em nói xàm với cả anh em thôi mà, chứ cái DISC này em có nói như kiểu là doanh nghiệp đâu. Còn nếu mà các ông mà vào gọi là trong doanh nghiệp nhá, dạy gọi là DISC nhá, nghe nó sẽ gọi là tởm kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà cái này nếu mà các ông mà có thời gian hay là có điều kiện ấy thì học một cái lớp sâu về cái DISC này cũng hay, cũng hay. Em chỉ thích nghe talk thôi, đi học cho mẹ nghề rồi. Em lãnh đạo DC Group. À ừ nhỉ, DC cũng có chữ DC ở đầu. Cái bảng này thì người ta có bảo rồi là cân bằng nó là tốt nhất các ông ạ. Tức là cái điểm ấy mà nó cứ bằng ấy, nó là tốt nhất. Các ông biết là tại sao các ông khi mà test nhá, các ông sẽ bị là ID không? Bởi vì là nhá, nó có một cái là những người nào mà giống nhau ấy thì người ta sẽ hút nhau. Nên là cái việc mà từ cái việc mà nhá, mà tôi làm cái stream này, từ cái cách mà nói chuyện ấy, từ cái cách mà tôi biểu cảm ở trước camera này nó như thế nào này, thì nó sẽ một vài anh em mà cùng nhóm người với tôi, tức là anh em nhìn cái tính cách ấy, anh em cảm thấy là à thằng này nó thân thuộc, thằng này mình cảm thấy là mình xem nó được. Thế tức là anh em mình đã là có một tí gì đấy, là anh em mình có một cái điểm cảm xúc, anh em mình giống nhau rồi. Cho nên là tôi cũng không ngạc nhiên gì nếu như mà ở đây 110 anh em đều bật một cái bài kiểm tra và đến 80% anh em mình là đều điểm Y cao hơn, thì tôi cũng không có cái gì là nó cũng không có cái gì là nó, tôi cảm thấy là bất ngờ cả. Tôi thấy là việc này nó bình thường vãi lìn ra. Bởi vì là mấy anh mà kiểu như là về nhóm người kiểu nhóm C ấy, thì mấy anh ấy sẽ xem kiểu stream của doanh nhân này doanh nhân kia cơ. Đấy, người ta sẽ xem những cái mà nó kiểu sâu hơn cơ. Công nhận là hút nhau thật nên nhậu vui lắm. Tôi thích ông hơn anh Độ thì thì là nhóm gì? Giống nhau y hệt à? À đúng rồi, tất cả anh em đều làm bài kiểm tra thì là y hệt giống nhau đúng không? Tôi tin chắc luôn. Bởi vì là đến thời điểm bây giờ nhá, là tôi cũng livestream là đến số thứ 55 rồi. Có những anh em ngồi nghe từ đầu đến cuối, có những anh em nghe được tầm khoảng, tôi nói thật là có anh em nào mà gọi là chịu ngồi nghe tôi tầm khoảng 3 số mà không nghỉ thì anh em mình cũng đã là biết luôn là y rồi, là cao rồi. Đéo thể tin được tôi điểm y thấp nhất à? À, bà Dương Quế điểm y thấp nhất à? Thế cái gì của bà cao? Hà Quế. Lấy công đi test đi. Đúng rồi, nhóm Y là nhóm là đấy, là nhóm đấy là giống tôi đấy. Mình điểm S à? Ông à, ông Thịnh điểm S à? Thế thì chứng tỏ là ông này là kiểu như là tính cảm xúc cực kỳ cao này, dễ đồng cảm này, thích kiểu như là yêu con cái này, thích cả kể cả là về động vật luôn, điểm đấy cực kỳ cao. Ai DI thì không yêu nhau được đâu. Ờ đúng, anh phải công nhận luôn. Bởi vì là nhá, trong nhà anh thì như này, anh thì là điểm D về điểm Y là anh mắc con mẹ luôn rồi. Nhưng mà vợ anh làm cái bài kiểm tra này ấy, thì vợ anh là điểm C và điểm S. Điểm S vợ anh là cao nhất. Sau đó là điểm C, tức là hai vợ chồng anh bù trừ cho nhau ấy, bù đắp cho nhau ấy. Có những cái lúc mà anh kiểu bay quá vợ anh nó sẽ kìm lại. Những cái lúc nào mà vợ anh kiểu như là anh ơi không biết là em có nên làm thế này, nên làm thế kia không nhỉ? Ví dụ như mụ đặt mua một cái món đồ ở trên Shopee nhá. Đối với cả tôi, ít mẹ mày đặt mua hết đi. Mày cảm thấy là mày cầu không biết là mua cái gì. Mày mua tầm 3 cái như thế như cho tao. Mua tầm 3 cái như thế xong rồi cái nào không hay, không hỏng thì mình vứt đi, không thì mình bán mình pass lại. Mình give away. Đấy, kiểu dạng như vậy. Chứ làm sao đéo đâu mà cứ phải là ngồi đắn đo. Chứ vợ tôi nhá, cứ ngồi ví dụ nhà ngồi bảo là mua một cái điện thoại ấy. Ngồi đắn đo hết mẹ 2 tuần đéo tìm ra là anh ơi em không biết là em phải làm cái gì bây giờ. Phải tôi thì tôi mẹ ra quán em ơi, có cái iPad nào, có cái điện thoại nào mang đây cho anh. Nhu cầu của anh nó là dành cho người già hết. Uầy, VL giống em anh ạ. Thì có mẹ tâm linh VL. Ừ, tôi kể cái này tôi biết là ở đây đa số anh em ngồi lại với tôi đến thời điểm bây giờ ấy là anh em thấy tôi là có một cái điểm chung. Cho nên anh em mới ở lại mà ngồi nghe tôi, chứ đéo ai lại ngồi nghe một cái thằng mà kiểu nó khác xa với cả mình đúng không?
giống như kiểu là các ông bây giờ đang cái tầm tuổi tuổi ăn tuổi chơi nhá, thì tôi ngồi tôi kể chuyện ăn chơi với cả các ông thì các ông sẽ vui. Tự nhiên bây giờ tôi ngồi này, tôi nói chuyện gọi là bùa chú rồi là mẹ mình tâm linh cái thứ thì nghe nó phải hãm lồn đâu. Mạnh à? Thôi ông ơi, Mạnh ơi, ông chuyển qua đây ông ở luôn với tôi đi. Ừ, cơ mà hỏi thật là ở đây có ông nào là có điểm S với cả điểm C là cao không? Ông nào là điểm S cao nhất? Cứ nhắc đến tên Duy là nó ghét. À, thì cái cách mà tôi làm stream ấy thì đấy thì trước đến nay thì tôi cũng có học một vài cái lớp, thì lớp người ta cũng có bảo là mày mà muốn làm stream thì mày phải gọi là đi học lớp cơ bản này nọ, rồi là mày phải lên stream, mày phải có kịch bản kia ấy. Thì ngày xưa thì tôi cũng có nghĩ như thế. Thật sự. Cái gì đây? Em chưa test bao giờ mà nghi S là cao à? Em lại điểm C cao nhất. À thế là mày là nhóm người tính toán rồi. Nhóm C là phù hợp với kiểu mấy cái ngành nghề mà kiểu như kiểu là IT này, kế toán này, mấy cái kiểu liên quan đến con số ấy. Đấy là kiểu dạng mà kiểu nhóm C. Tức là những cái người mà điểm C là những cái người mà, những cái người đấy là người ta thích con số, người ta thích làm việc với con số hơn là làm việc với cả con người. Còn với cả tôi ấy, bảo tôi làm việc với con số ấy, tôi tự tử luôn đấy. Nhưng bảo tôi làm việc với cả con người nhá, đéo còn biết là người nào, miễn là con người. Có người là tôi quấn. Tôi kiểu bị cuốn người vãi đái ra luôn ấy. Sống ở đâu mà không có người chắc tôi chết. À, DIC 7243. 7243, à, tức là điểm D, tức là bà này là tính kiểu như là muốn quyết định mọi thứ ở trong nhà này. À, về điểm Y thì bà này bình thường, bà này cũng gọi là xuất hiện ở trước đám đông, bà này cũng không có gì gọi là năng nổ. Về ngoại hình ấy thì bà này bà cũng không có một tí gì, bà không có nhiều cái tham vọng là làm đẹp giống như bao người khác. Bà này là không có tham vọng làm đẹp, bà Dương Quế. Nếu mà điểm Y của bà chỉ có 2. Điểm C của bà là điểm tính toán, là bà này ở trong cái chuyện mà gia đình là bà cũng có tính toán, nhưng mà không phải, nó không phải kiểu như là bị chi ly tính toán quá. Điểm S của bà thì là 3. 3 này là cũng có nhưng mà cũng gọi là không nhiều. Tức là có thể là xem một bộ phim bà sẽ cảm động, bà rơi nước mắt. Nhưng mà đây này, tức là cái câu chuyện mà giải thích của bà Dương Quế là như này nhá. Khi mà một cái trường hợp mà đáng ra là nó diễn ra trước mặt mình, thì bà sẽ dùng cái lý trí của bà ấy. Ví dụ nhá, gặp một cái người ăn xin ở ngoài đường, thì nhẽ ra nếu mà một người mà người điểm S cao ấy, thì người ta sẽ cho tiền luôn. Nhưng mà đối với cả bà Dương Quế thì bà sẽ ngồi phân tích xem là tại sao con này trông nó như thế này, nó lại đi ăn xin. Tại sao nó đi ăn xin nó quỳ xuống, mà tại sao trong cái vạt áo của nó vẫn sạch. Tại sao mà đến bây giờ 9 giờ rồi mà ăn xin vẫn còn ngồi ở ngoài đường. Cho nên là bà sẽ đưa ra cái quyết định là bà có cho tiền hay là không. Đấy, thì đấy là đối với cả cái tính cách của bà Dương Quế nhá. Điểm nào mà hay thề bỏ nhậu. Ờ thì đấy là cái tính cách của mấy cái thằng mà nhóm C mà. Ờ đúng rồi, Dương Quế đúng rồi, không? VL đúng, VL. Người nào trẻ khỏe thì đi xin. Đúng rồi, tức là trong một cái bối cảnh ấy, để mà cái việc mà đặt ra một cái việc là bà có đồng cảm hay không ấy, thì bà sẽ dùng cái lý trí để mà bà phân tích đầu tiên. Tương tự với cả việc mà bà đi xem phim cũng thế thôi. Cái việc mà bà quyết định là bà có rớt nước mắt vì cái thằng này hay không ấy, đéo phải là vì con bé đấy nó xinh, đéo vì cái cảnh là con bé đấy nó bị chết, mà là vì những cái gì mà logic bà ấy suy luận từ đầu phim đến cuối phim để bà quyết định là cái việc cuối phim bà có khóc hay không. Đấy, nó là như thế. Cái gì đây? Từ từ thì vậy, các ông đừng spam. Bây giờ đến đoạn này nhá, đến đoạn này gọi là Duy Tâm Linh này. Duy Tâm Linh bắt đầu vào. Nào, bắt đầu vào. Nào, con Minh Hạnh Nguyễn à? Minh Hạnh Nguyễn, từ, tao xem con Minh Hạnh Nguyễn nào. C là 41.7, D là 20.8. Thang điểm là 100 đúng không? C cao này, D vừa, Y. Ô, này, thế là con Minh Hạnh Nguyễn này lại mày sống là cân bằng phết đấy chứ nhỉ?
Nhưng mà con này nó có xu hướng một tí thôi, tức là anh đang thấy là cái điểm của em nó cũng khá là cân bằng đấy, nếu mà đối đúng ra là đẹp đấy. Nhưng mà kiểu như là trong chuyện tình yêu thì em sẽ kiểu như là muốn kiểu là người quyết định nhiều hơn. Hóa ra đang hơn trăm mắt tự nhiên là lòi đâu ra mẹ còn 94 mắt, là hóa ra là mười mấy anh em là đi ra ngoài anh em mình làm bài trắc nghiệm với nhau đấy à. S thấp quá có sao không anh nhá. Thực ra thì như anh bây giờ là có, như anh bây giờ S thấp quá là anh có vấn đề. Anh có vấn đề là vợ anh kiểu thỉnh thoảng cũng than bảo là anh không dành thời gian cho em, anh không dành thời gian cho con mình các thứ. Thì nó có thể là đúng, nhưng mà đối với bản thân anh thì anh thấy là như thế này vui vẻ lồn, vui vẻ lồn. Đấy, anh đang vui vẻ lồn nên là cũng anh thấy thì đéo sao, nhưng mà mình sống về kiểu như là dành cho người xung thân xung quanh ấy, cho nên là nếu mà để cân bằng được thì anh thấy là cũng tốt. Linh Trang, em là D33, Y là 12, S là 29. À. Ui. Này, cái kiểu mà con gái mà nó kiểu đấy nhá, cái kiểu mà con gái mà điểm Y của nó thấp ấy mà cái điểm S với cả điểm C của nó mà cân bằng với nhau thì mẹ mày kiểu kiểu con gái này tán khó vãi đái ra luôn. Tán khó. Tức là ngay kể cả là về cái bản thân của cái bà Linh Trang này, bà ấy cũng kiểu như là trong cái suy nghĩ của bà ấy về một người đàn ông hoàn thiện, một người đàn ông để mình yêu, để mình cưới, là bà hình thành luôn ở trong đầu rồi. Là tao sẽ yêu ai, tao sẽ cưới ai, tao sẽ gặp một cái người như thế nào là bà hình thành luôn trong đầu rồi. Chứ đéo phải là một cái chuyện gọi là bắt chuyện phiếm phiếm một hai câu xong rồi bà này bà quen đâu. Nếu mà tính cách của cái con bé vừa rồi nhá, mình xem nhá, thì con bé Linh Trang này nó khác hoàn toàn luôn. Con Linh Trang này là kiểu tán được là khó đấy. Linh Trang ơi, mày có người yêu chưa? Lại đúng quá anh ơi, em chưa. Ừ đúng rồi, Linh Trang thế là đúng không? Nói chung là xem stream mình thỉnh thoảng có một vài bạn nữ là cũng xinh đấy, cũng dã man đấy. Định hình rồi, khó tán đúng. Hết ngồi soi kênh xong bây giờ lại ngồi soi tường số nữa. Mẹ mình sắp thành Duy Thế Bói mẹ rồi. Tại sao mà tôi lên trên này tôi hay stream? Tại vì là cái việc mà tôi stream ấy là tôi muốn truyền tới mọi người cái năng lượng tích cực. Là tôi muốn mọi người xem là dù mọi người có đang bị mệt mỏi hay mọi người có đang bị áp lực như thế nào ấy, thì khi mà xem stream của thằng Duy Muối là một tí gì đấy điểm Y của mọi người cũng được kéo lên. Đấy là cái cách mà tại sao mà tôi ngồi tôi làm stream. Mà lúc đéo nào tôi cũng ngồi tôi nói một cái câu chuyện mà nó kiểu vui vẻ tích cực như thế. Thì đấy là cái câu chuyện là nếu như mà sau này nhá, mà cậu mà đi ra ngoài, ra xã hội làm ăn bươn trải, mà có làm mà không làm mà nó vẫn có ăn ấy, thì quay vào mà donate. Còn nếu mà vừa đi làm mà vẫn không có gì mà ăn ấy, thì thôi quay lại mà xem stream của tôi để mà kéo lại cái năng lượng tích cực nhá. Đấy, tôi nói thật đấy. Em D12, Y là 16. Y là 16, cũng thấp. Tức là bạn này cũng đéo có nhu cầu gọi là nổi bật ở đám đông gì cả, nhưng bạn này thì lại rất thích là yêu kiểu chó mèo, yêu đồng loại. Và bạn này có một tí nó bị là, à không, nếu như mà cái điểm S của bạn mà cao mà điểm C của nó mà thấp cơ thì bạn này nó mới bị lụy tình. Nhưng bạn này không, điểm S và điểm C của bạn ấy gần như là bằng nhau. Tức là bạn ấy cũng đéo bị lụy tình, mà bạn này là sẽ cũng là một cái kiểu mà dạng là yêu thương, yêu người khác theo những cái gì mà logic mà bạn ấy đưa ra. Ví dụ nhá, là bạn sẽ có một tí tính toán như này: trong tình cảm ấy, trong chuyện tình cảm nó sẽ thích là phải sòng phẳng với cả nhau, còn trong công việc ấy nó có thể là một người không thích sòng phẳng. Nó thật, trong công việc ấy, ví dụ như là tao vừa mới bán được cái này đúng không, đúng ra là của mày, tao với mày là chia 50-50, nhưng mà tao đi ship thì là tao phải nhận là 70, mày nhận 30 thôi. Nó vẫn vui vẻ, nó nhận cái phần mà 30 như thế. Nhưng mà trong tình yêu ấy, nó sẽ đéo thích như thế. Trong tình yêu ấy, nếu như mày mà đau ấy, thì mày cũng phải là kiểu đau một tí, giống như là tao. Dạ như vậy. Là bây giờ ấy, mà nói ra bây giờ tôi phân tích từng người thì mẹ ra thì đéo được. Bây giờ công chỉ cần biết là như này. Nhóm Y ấy, là nhóm người ấy, nó sẽ quan tâm là về ngoại hình của nó, và kể cả là về ngoại hình người khác. Nó là cái nhóm người mà thích gọi là năng lượng bùng nổ, thích gọi là đi ra ngoài, và nó thích là gọi là đứng ở giữa một cái đám đông ấy. Hoặc là như kiểu tôi ấy, là tôi đang nói như này là tôi đang ảnh hưởng với cả 100 người đang xem, thì nó là kiểu mà nhóm Y cao. Thì cái kiểu mà nhóm Y này nhá, nó sẽ phù hợp với cả những cái người mà người ta thích mặc đồ màu mè. Thường là nhận biết của nhóm Y này, mặc đồ cực kỳ màu mè, nói chuyện giọng của nó sẽ to hơn người bình thường, nó đéo trầm, giọng của nó sẽ cao, nó sẽ kiểu lấn át người khác ấy. Đấy là kiểu nhóm Y nhá. Còn nhóm D ấy, thì nó sẽ là kiểu nhóm kiểu lãnh đạo, nó sẽ kiểu như là hơi kiểu như là, nếu mà nói đúng ra thì nó là kiểu dạng như là gia trưởng ấy. Kiểu như là khi mà bạn mà nói ra một ý kiến nhá, thì mẹ nó đéo cho bạn nói ấy, nó sẽ cho là
hoặc là nó cho bạn nó nhưng mà cái quyền quyết định cơ là của nó chứ đéo phải là của bạn. Đấy, thì đấy là kiểu mà về nhóm D nhá. Thì cái nhóm D này thì cái kiểu mà nhận dạng của nó nhá, có thể là mấy anh sếp mặc ca táp này, mấy cái anh mặc ăn mặc chỉn chu này, đấy. Dạng dạng như thế. Còn cái kiểu mà nhóm Y là nhóm truyền cảm hứng, cái nhóm S là nhóm về là về cảm xúc. Cảm xúc ở đây không phải là bạn mỗi yêu thương con cái, yêu thương chồng con nó là cảm xúc thôi nhá. Không phải đâu. Mà nhóm S này nhá, nếu mà cảm xúc của bạn cao ấy, nó sẽ là yêu thương kể cả là động vật này, yêu thương con chó, con mèo này, hay là thậm chí là bạn chỉ đi ngang qua đường thôi, bạn mẹ mày nhìn thấy một con chim nó bị đâm đầu vào trong bùn rác nó chết, cái là bạn đã về nhà, bạn kiểu ám ảnh, bạn đã suy nghĩ, bạn đã khóc thương cho con chim nguyên một ngày. Đấy là cái kiểu mà nhiều người nhóm S nó cao. Đấy. S donate nó không lên nhỉ. Đấy là kiểu về nhóm S nhá. Còn cái kiểu mà nhóm C, nhóm C là kiểu nhóm kiểu người mà tính toán chi li, kiểu tính toán mọi thứ. Rồi ví dụ như là chơi làm bất kỳ một cái gì đấy nó cũng phải cân đo đong đếm, nhấc lên đặt xuống mấy lần, nhấc lên đặt xuống mấy lần, xong rồi mới quyết định là mình có sử dụng cái này hay không. Rồi là kể cả là mình có làm việc với cả một ai thì mình cũng phải là xem theo hết lịch sử của nó, là từ năm này năm kia nó làm cái gì, rồi là lịch sử công ty này nó như ra làm sao, hay là tìm kiếm bất kỳ một cái thông tin nào trên mạng, ví dụ như là nghe thông tin của bà Phương Hằng đúng không. Thì mấy cái thằng mà kiểu nhóm Y ấy, nó chỉ nghe vui đấy, hay bật bật bật. Nhưng mà cái kiểu mà người nhóm C ấy, nó sẽ lên mạng, nó sẽ search wiki, nó sẽ tìm hiểu hết ra là bà Phương Hằng là ai, rồi là Hoài Linh là như thế nào. Đấy, thì cái kiểu kiểu nó là như thế. Thì các ông hiểu ra vấn đề đấy chưa?